Hà Nội Computer có lắp ở nhà tù không ạ? Wow. Mới thế nhở? Câu hỏi này mới thế nhở? Đây bé như bé con đó. Xin chào anh em đã quay trở lại với buổi livestream hàng tuần của Hacom. Và hôm nay thì chúng mình sẽ có một bộ PC cực kỳ là khủng. À không, thực ra là hai bộ chỉ nhỉ. Nhưng mà điều này có nghĩa là anh em sẽ phải lựa chọn xem là sử dụng thành phần gì, sử dụng cấu hình gì. Hôm nay nhá, chúng ta sẽ có hai CPU thế hệ thứ 12 của Intel, vâng. Đó là i5-12600K và i7-12700K. 12700K, vâng. 700K luôn. Hôm nay là chúng ta sẽ build một PC full mới đi luôn, full mở rộng. Rồi thế thì chị Phương muốn chọn CPU nào nhỉ? Chúng ta sẽ có hai cái CPU ở đây. Cho chị chọn hả? Chị chọn cho gì? Khỏe hơn, đó là con i7. Rồi, i7. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến mainboard, chúng ta sẽ boot mainboard gì đây? Mainboard thì chúng ta sẽ đều là mainboard Z690 Tomahawk Wi-Fi. Nhưng mà đây chỉ là một phiên bản là DDR4 và một phiên bản là DDR5 chị ạ. Đó. Và DDR5, anh em lựa chọn DDR5 hay DDR4 nào anh em nhanh à? Ta thấy bằng nhau đây này. Nhiều bạn bên Facebook là bầu chọn cho DDR5 lắm. Rồi. Ơ, DDR5 mà chị mở à, thế à? Đây nha, đây bốn bút của đây. Chúng ta. Anh có thể thấy đây, mainboard rất là nhìn trông vẫn rất là hầm hố, rất là đẹp. Đằng sau đây. Ua. Nó còn có những cái tem những cái kiểu hình như này. Để lỗ đúng không? Lỗ để kiểu gì? Biết tránh ra ấy. Avoid collision này. Đấy. Và sẽ có tản nhiệt VRM rất là khủng này, đằng sau sẽ có những cái cổng USB rất là tuyệt vời. Vũ Đoàn Ánh hỏi là có con S360 đời thời nào vậy? Thì đây là một chiếc tản nhiệt nước mới nhất của MSI anh em nhá. Và nó mới ra mắt khoảng thời gian gần đây thôi. Thế nên là đây có thể là Hacom chúng mình là người có thể gọi là người đầu tiên chạm vào nó đây. Và đầu tiên cho nó lên hình này. Đấy. Đỉnh. Ôi chị lắp trên người dâu với. Lắp luôn này. Triệu Duy hỏi xin tên cây. Đây là chiếc Sekura 100P thì phải. Và đây là một trong những chiếc một chiếc vỏ cây đến từ MSI. Và sẽ có đầy đủ các mặt kính các kiểu. Đây, ôi dồi ôi. Nhưng mà nó khá là nặng này, nên là tí nữa mình sẽ xử lý cho anh em nhé. Bạn Lion GTV hỏi là Ryzen 5 5600G với cả i5-11600 thì em nên lấy con nào để chiến game? i5-11600 chắc chắn sẽ chiến thắng trong việc chơi game anh em nhé. Tại vì i5-11600 sẽ có hiệu năng đơn nhân cao hơn tương đối so với cả Ryzen 5 5600G. Đây, chúng ta sẽ có đây là SSD MSI Spectrum M480. Đây là một chiếc SSD 2TB này, NVMe PCIe 4.0 chị nhá. Và rất là phù hợp với chiếc mainboard này. Bạn Triệu Duy hỏi là anh dùng nguồn nào để cân nguyên cấu hình đó? Thì đây, mình sẽ sử dụng chiếc nguồn MAG đến từ MSI, đây là A850GF. Cái chiếc nguồn này sẽ cân được, đây là 850W anh em nhá. Và sẽ có tiêu chuẩn gì đây, 80 plus vàng, 8 gold. Sẽ cân được là CPU i7-12700K và chắc chắn là sẽ được 3070Ti, nhiều khi có lên cả 3080. Bình thường nếu mà anh em mà lắp SSD M2 thì mình nhớ ấy, thì sẽ là bắt buộc phải có một cái ốc đúng không? Nhưng mà cái này nó sẽ là một cái xoáy. Đấy, thế là nó chặn luôn, rồi, cực kỳ hợp lý. Bây giờ đến cái gì ạ? Để chị Phương cho em cái main vào đi. Thế thứ 12 xài Win 10 được không? Em thích Win 10 hay Win 11? Bạn Tiến mê game thì hiện tại thì thế hệ thứ 12 vẫn chơi được Windows 10. Nhưng mà sẽ có một số trường hợp gọi là hy hữu. Ví dụ như chẳng hạn mình khi mình test Cinebench G15 ấy, nó sẽ sử dụng toàn cái E-Core ở của trên thế hệ thứ 12 thôi. Đó, dẫn tới câu chuyện là hiệu năng sẽ bị rất là yếu. Nhưng mà đấy là trường hợp duy nhất mà mình gặp với cả Cinebench G15. Còn các phần mềm khác thì nó cũng không gọi là khác quá là nhiều. Thị Vân Thái hỏi là H510 hay là B460 để chạy i3-10000. Thì mình nghĩ rằng là anh em không được quan trọng. Tại vì anh em đang yêu cầu cái gì nhá? Thứ nhất là H510 thì sẽ là nó sẽ mới hơn thôi. Còn B460 thì sẽ có ví dụ như là nhiều cổng USB hơn chẳng hạn này. Thế nên là anh em lựa chọn tùy vào cái nhu cầu của mình. Và đồng thời còn một thứ nữa đó chính là mức giá nữa. Là anh em sẽ lựa chọn dựa vào mức giá và cái nhu cầu của mình. Đấy. Vừa khít luôn. Đấy, xong rồi quạt sang bên kia nhá. Chị Phương cố. Rồi, đây đúng không? Ok. Lắp vào đây đúng không? Rồi, đúng rồi, em để thế đi. Đấy, nó giữ rồi nhá. Em giữ cái bên trong trước đi. Keke hỏi là B460 có đi được với chip non-ca đi với chip non-ca nào ạ? Thì B460 có thể đi với cả mình, đi với cả 10400 này, 11400 cũng được này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chơi những chiếc CPU đó là quá đủ rồi. Mọi người hỏi là bạn, chị Phương lắp có mỏi tay không? Bạn Thanh Thiên bảo là anh ơi cho em xin Facebook chị bên cạnh rồi ạ. Thì Facebook chị bên cạnh sẽ nằm ở dưới đường link mô tả anh em nhá, đầy đủ thông tin luôn. Mọi người lên YouTube của Hacom, video nào có mặt mình thì sẽ có Facebook của mình ở bên dưới nhá. Ê, thành quả lắp. Xong chưa? Rồi, thành quả chị Phương lắp rất là tuyệt vời. Và cái đây, mọi thứ tản nhiệt tản dùng các kiểu đã vào đây hết rồi. Hải Việt hỏi là mình muốn lắp màn nhỏ tầm 350 inch vào cây để làm hình hiển thị. Chỗ này thì bên mình có không? Hiện tại là nếu mà anh em qua bên Thái Hà, Hacom Thái Hà và anh em ra bên hỏi bên modding ấy, chắc chắn là sẽ có những chiếc màn bé bé như thế nhá. Nên là anh em hãy qua đấy mà mua.
RTX 30703 pha nào ngon nhất ở Hacom. Thì hiện tại thì mình theo như mình biết ý, thì 3070 ngon nhất sẽ là những chiếc của ví dụ như là Supreme này, của Mary này, hoặc là Trio cũng được, cũng rất là ok. Đó, đấy là trong những chiếc, một trong những chiếc ok nhất. Hà Nội Computer có lắp ở nhà tù không ạ? Wow. Mới thế nhỉ? Câu hỏi này mới thế nhỉ? Bạn Tiến mê game cho em một bộ PC 100 củ đi ạ, kiếp sau em mua. Đấy, 100 củ đấy. Đây bộ MSI của chúng ta ngày hôm nay. Mà đây không phải là PC nhá, đây là setup nhá, tức là bao gồm cả màn hình, cả chuột, cả tất cả mọi thứ luôn. Đấy. Là đến từ hết từ MSI. Đó mọi người. Muốn. Đấy nhá, bạn Tiến mê game bạn có thể tham khảo luôn bộ cấu hình này. Lát mở. Bạn Tiến mê game bảo là lát mở không lên em cười từ sáng. Được nhá. Chị Vương đừng khiến cho các bạn cười nhá. Chắc là lên thôi các bạn. Mình lắp dưới sự hướng dẫn của anh kỹ thuật mà. Có anh em bảo là PC Văn Toàn bao giờ lên thì PC Văn Toàn lên vào ngày 1 tháng 12 anh em nhá. Hãy đợi một chút đi. Cái video đấy thực sự việc Văn Toàn mưu mộ khá là khủng bố đấy. Ok, Triệu Duy hỏi là anh review con Vega trên bàn đi. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra nhá. Hai chiếc cạc màn hình MSI rất là khủng bố ở đây. Đây là chiếc cạc màn hình RTX 3070 Ti Supreme X với hệ thống tản nhiệt 3 fan và những cái lá tản nhiệt cực kỳ là dày. Đấy. Wow, đẹp đấy. Thấy chưa? Đấy, cực kỳ là dày luôn. Đây là cạc màn hình 3070 Ti. Đấy, anh em có thể thấy đây rất là đẹp, backplate cực kỳ là hoành tráng với cả logo rồng. Và đây là chiếc cạc màn hình 3060 Ti. Đấy, đây là Gaming Trio X. Wow, nhiều dây. Rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà so sánh với hai chiếc này, đây anh em có thể thấy đây sự khác biệt đúng không? Đó. Trời ơi, nhiều dây quá. Này. Chiếc nào đẹp là anh em biết rồi đấy. Em cần PC, bạn là Phong Đặng ở trên YouTube, em cần PC hơn 1 tỷ Việt Nam đồng thì cấu hình như nào? Bạn có thể xem video trên TikTok à? Chúng mình đã tiêu 1 tỷ như nào? Hoặc đơn giản là nếu bạn đã là một khách hàng win như vậy thì các bạn cứ đến thẳng các cơ sở gần nhất của Hacom, chúng mình sẽ build cho bạn được quả PC đúng hơn 1 tỷ cho bạn luôn. Anh em hãy lựa chọn đi, 3060 Ti hay là 3070 Ti đây. Một trong hai chiếc cạc rất là đẹp và rất là khủng ở đây. Mọi người comment nhiều. 3070 Ti đang nhảy rồi, 3070 Ti đang nhảy. Không để không đi rồi. Ok, 3070 nhá. Rồi. Vậy là sau khi hai bình luận nhảy lên thì mình đã quyết định là 3070. Rồi. Đây bé như bé con luôn. Ui. Sao thế? Cắn không? Hít. Chết rồi, tí không được nói từ đấy. Hít thực sự. hít lắm ý. Còn có đúng khoảng tầm 2-3cm anh em nhá. Cái vỏ cây này vừa đúng cho chiếc cạc luôn. Rồi. Ok. Cạc sệ dữ vậy bạn Trần Đại Lộc. Đây ui dồi ôi, cạc sệ mình đã đỡ rồi đây. Có cái đỡ cạc luôn cho các bạn nha. Đỡ cạc cho anh em nhá. Công nhận là cái bộ này thực sự rất là đẹp và nó theo mang theo phong hướng là minimalistic. Đấy. Đây là tức là nó không RGB nhưng mà nó lại có một chút điểm sáng gì đấy ở chiếc cạc màn hình và cái chiếc tản EO này. Đúng rồi, nó có màn hình LED đấy. Màn hình trắng hơn. Two very boring minutes later. Okay. Danger lắp PC. Ốc này lắp của quả thì em để vào đây nhá. MSC đấy, cho nó ôm bên cạnh nhá. Chị Phương ơi, có chị có muốn lên bấm nút bật không? Không. À có nhầm, có. Để xem cái quả cây này mình lắp main với cả mình lắp quạt nó có lên không nhá. 3 2 Thế chưa? 3 2 1 bắt đầu. À, rồi. Lên rồi nha. Đã lên rồi. À? Cái này chưa lên à? Tắt hết đèn không? Tắt hết đèn đi để cho led đẹp. Tắt em tắt thử nhé, tắt thử. Nhé. Cái này mình có thể set up ở trong MyWatt đúng không? Hiện tại nó đang bị dọc hay sao nhỉ? Mình tháo đây. Có RGB đây. Đẹp. Đổi được chị ơi. Ui giời. Đấy, à, đấy. Okay. Đã thẳng nhá. Hiện tại đang là 8:46. Mình chọn cái khác đi, mình chọn cái kiểu RGB này đi. Đây apply nhá. Tab Manager này, đấy để xem là đây Y này, đấy 12700K nhá. RAM hiện tại đang là burst là 5200 nhá. Đấy, hai thanh này, 32GB này. Đúng nhỉ? 32GB đúng rồi. Và bây giờ mình sẽ ép zoom lên. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng phần mềm Intel Extreme Utility. Rồi, kết quả hiện tại của chúng ta khi mà boost bình thường, hiện tại chúng ta đang có là 8516 điểm. Bây giờ mình sẽ ép zoom lên nhá. Ây da, bây giờ thì anh Đạt đã chỉnh lên là 5 chấm cho tất cả những cái khi mà hoạt động cả 8 nhân thì nó đã lên 5 chấm rồi. Còn Efficient Core thì vẫn đang ở 3.8. Bây giờ thì mình sẽ test thử Cinebench xem là nó có tăng điểm lên không nhá. Và liệu nó có đáng không. Đây. Vừa 5.000, đây 8.500 tăng lên 8.600 sau khi ép tung và giảm vi cổ. Chạy anh ơi, trừ 0.02 này, chúng ta lên gần 9.000 rồi. Mình đảm bảo rằng là Genshin Impact sẽ chơi được ở cái bộ PC này. Chắc chắn là 160fps rồi, không bao giờ nó giảm xuống dưới luôn. Đây, đây, vi cổ, đây, tung đây, đang 5 chấm đây. Đấy, anh có thể đây, đang 5 chấm trên 5 chấm một chút đây, 5.013. Và mức nhiệt độ của CPU thì đang không
quá là cao. Đây, khoảng tầm 60 này, hoặc là lên nhỏ 68 thôi. Đây, uầy, mức FPS cao tít trời mây luôn. Khoảng tầm 170 FPS là max này, 154 FPS là trung bình. Bây giờ thì mình sẽ xem là chạy qua những cái scene này thì nó sẽ như nào nhá. Nhiệt độ hiện tại đang của CPU là khoảng tầm 71 này, 65 này. Nói chung di chuyển khoảng tầm 60 tới 70 nhiệt độ về độ C. Còn chiếc cảm hình cũng khá là mát, rơi khoảng tầm cũng tầm 65-66 thôi. Và đang sử dụng 100% cảm hình. Đấy, minimum là 136, tức là vẫn trên 120 nhá. Và trung bình sẽ là 150 này, maximum là 168, chỉ thấy 69. Rồi, hiện tại thì Red Dead có vẻ như là không phải là đối thủ so với cấu hình này. Mức FPS trung bình đang khoảng tầm 144-148. Rất là kinh khủng luôn. Stop nhá. Mình nghĩ rằng mình cũng test hơi lâu rồi, mình sẽ stop ngay tại đây thôi. Để mình ra kết quả xem nào. Đây. 10 minimum FPS là 130 này, FPS tối đa là 152 này, và FPS trung bình là 141, đúng vào cái mức đấy luôn. Sau cái ép sung cũng như là chiến các tựa game, bây giờ thì các bạn cũng thấy là con máy này khá là ngon, chiến tựa game mượt mà đúng không? CPU thì nhiệt độ cũng khá là mát. Thì nếu mà trong cái gọi là video best cut của tuần tới thì chúng mình sẽ để đường link của tất cả những sản phẩm ở dưới. Chắc là chiếc tản nhiệt nước này thì chưa có đâu, tại vì là nó cũng chưa về hàng với chúng mình cơ mà. Chưa về Việt Nam thì cũng hơi hardcore mọi người ạ. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên nó lên trên màn hình ở bên Việt Nam đấy. Rồi, thực sự rất là cảm ơn anh em đã xem cái livestream này và trò chuyện cùng với chúng mình. Và rất là mong chờ vào thứ 6 tuần tới mình sẽ được livestream và gặp các bạn lần nữa. Rồi, xin chào anh em nha. Bye bye, xin lỗi vì sự cố mạng lần nãy nha, bye bye.